Chào mừng các bạn đã đến với series Kinh tế học cơ bản của Thái Phạm, Kinh tế học ABC. Đây là nơi cung cấp những kiến thức kinh tế cơ bản nhất để trang bị cho các bạn kiến thức để học tập, để kinh doanh, để đầu tư, hay đơn giản hơn là hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về lãi suất và hiểu rõ hơn về sức mạnh của lãi kép trong kinh doanh và đầu tư. Vậy, lãi suất là gì? Nó là một khoản chi phí bạn phải trả trên một lượng tiền nhất định mà bạn vay của ai đó trong một khoảng thời gian được thỏa thuận trước. Hãy để tôi lấy thí dụ cho bạn hiểu. Giả sử tôi cho bạn vay 10 triệu đồng. Sau một năm, nếu tôi không tính lãi và chỉ nhận lại 10 triệu đồng, thì khoản vay này của bạn không có lãi suất. Nhưng nếu tôi cho bạn vay số tiền đó và muốn nhận lại 11 triệu sau một năm, thì lúc này mức tiền bạn phải trả thêm cho tôi, hay còn gọi là lãi suất, là 10% của 10 triệu là 1 triệu đồng. Khá là dễ hiểu phải không nào? Thế câu hỏi đặt ra là tại sao cần có lãi suất? Đồng tiền ngày hôm nay luôn có giá trị cao hơn đồng tiền trong tương lai. Đó là do chi phí cơ hội và lạm phát. Các bạn đã tìm hiểu trước trong những series kinh tế học cơ bản ở phần trước. Chi phí cơ hội là một thuật ngữ quan trọng trong kinh tế học. Nó có nghĩa là chi phí bạn phải đánh đổi để đạt được một thứ gì đó. Nếu tôi cho bạn mượn 10 triệu ngày hôm nay, thì tôi đã mất đi cơ hội sử dụng nó để làm một việc khác nào đó, chẳng hạn như việc đầu tư vào chứng khoán hoặc mua một chiếc iPhone mới. Bên cạnh đó, nếu tôi cho bạn vay 10 triệu sau 5 năm mà không tính lãi, thì dù tôi nhận lại 10 triệu đó, nhưng nó đã mất đi sức mua ban đầu do lạm phát. Nếu chưa hiểu về lạm phát, bạn có thể xem lại video phần 6 về lạm phát trong chuỗi kinh tế ABC của tôi. Lãi suất được chia ra làm rất nhiều loại, nhưng thông thường các bạn sẽ nghe nhiều đến lãi suất thực tế và lãi suất danh nghĩa. Tôi xin giới thiệu đến bạn hai loại lãi suất này. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được tính theo giá trị danh nghĩa, không kể đến tác động của lạm phát. Lãi suất thực tế là lãi suất được điều chỉnh lại theo đúng những thay đổi về lạm phát. Bạn cần phải lưu ý đến hai loại lãi suất này một cách cẩn thận, bởi lẽ khoản tiền vay hay đầu tư của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát và lãi suất thực của bạn sẽ khác với những gì được công bố. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với bạn khái niệm về lãi kép và giải thích tại sao hiểu về lãi kép sẽ giúp bạn làm giàu, nhưng nhớ, không phải là nhanh chóng đâu. Nếu bạn muốn làm giàu nhanh chóng thì tôi xin lỗi, tôi có lẽ không phù hợp với bạn và bạn có thể dừng video ở đây. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về thuật ngữ lãi đơn. Lãi đơn có thể hiểu là một khoản lãi chỉ tính lợi nhuận trên khoản đầu tư ban đầu. Giả sử bạn có một khoản tiền tiết kiệm 100 triệu đồng với mức lãi đơn là 10% trong 5 năm. Mỗi năm, bạn sẽ nhận được một khoản lãi 10% là 10 triệu đồng. Vậy thì sau 5 năm, tổng số tiền lãi bạn có là khoảng 50 triệu đồng. Để tính lãi đơn, bạn có thể dùng công thức tiền tương lai bằng tiền gốc nhân với mở ngoặc 1 cộng với lãi suất nhân với thời hạn tính lãi đóng ngoặc. Với lãi suất kép, số tiền sau 5 năm còn nhiều hơn thế. Vì lãi kép là lãi trên lãi, hay một câu rất là nôm na là lãi mẹ đẻ lãi con. Có nghĩa là sau 1 năm, tiền lãi của bạn là 10%, thì sau năm thứ 2, tiền lãi sẽ được tính trên tiền gốc và lãi của năm 1. Có nghĩa là 10% của 110 triệu đồng. Cứ như vậy, sau 5 năm, tổng số tiền bạn kiếm được xấp xỉ là 161 triệu đồng. Để tính lãi kép, bạn có thể dùng công thức tiền tương lai bằng tiền gốc nhân với 1 cộng với lãi suất đóng ngoặc mũ thời hạn tính lãi. Thoạt nhìn bạn có thể cười và nói rằng ôi, mức chênh lệch chỉ có 161 trừ 150 là 11 triệu. Chẳng bỏ là bao nhiêu sau 5 năm. Nhưng để tôi bật mí cho bạn biết, lãi kép chỉ thực sự hiệu quả khi mà nó được áp dụng trong một thời gian dài mà thôi. Hãy nâng con số lên là 15 năm nhé. Thì với lãi đơn, bạn sẽ nhận được số tiền là 250 triệu. Nhưng với lãi kép, số tiền đó là khoảng 400 triệu đồng. Là gấp 4 lần tài sản ban đầu của bạn. Quả là kỳ diệu phải không nào? Đó cũng là lý do tại sao Einstein đã từng nói lãi kép là kỳ quan thứ 8 của loài người.
Bạn hãy nhìn biểu đồ dưới đây. Như bạn thấy, những năm tháng ban đầu, bạn hầu như không thấy được sự rõ rệt. Nhưng về lâu dài, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong cuộc sống cũng vậy, khi bạn theo đuổi điều gì đó đủ lâu, có thể trong một thời gian rất lâu bạn không thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân mình. Nhưng rồi, sẽ có một phần thưởng lớn đang chờ bạn ở phía trước. Đó là phần thưởng cho những ai kiên nhẫn và bền bỉ với mục tiêu đề ra, mà tôi gọi đó là nguyên tắc lãi kép. Trên đây là những kiến thức hữu ích mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hãy comment cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào về chủ đề này nhé. Và đừng quên like, share và subscribe đăng ký kênh thông tin của tôi để nhận thêm những bài học thú vị từ chuỗi video kinh tế A bờ cờ của Thái Phạm. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.